Kính chào quý vị, xin chào tất cả các anh em. Rất vui khi hôm nay tôi lại có mặt ở đây qua những video này để minh chứng một điều rằng tôi luôn luôn đồng hành cùng quý vị, đồng hành cùng anh em. Hơn nữa, qua những video này, tôi hy vọng rằng nó thật sự ý nghĩa, thật sự bổ ích để quý vị tham khảo. Nếu quý vị là những trader chuyên nghiệp thì nó không có gì là xa lạ, cũng không có gì là khó hiểu. Mà những gì tôi chia sẻ giống như một hạt cát trong đại dương mà thôi. Nhưng nếu quý vị là những nhà đầu tư mới bước vào thị trường tài chính crypto này, thì quý vị nên xem đi xem lại, nên tìm hiểu và cân nhắc cho thật kỹ trước khi đưa ra những quyết định đầu tư. Bởi đầu tư vào thị trường tài chính crypto nó giống như cầm con dao hai lưỡi. Quý vị muốn cầm chuôi dao hay cầm lưỡi dao, đó là lựa chọn của mỗi người. Và đầu tư nó không phải là đi đánh cờ bạc. Quý vị bỏ tiền ra kinh doanh bất cứ một lĩnh vực gì thì quý vị phải có kiến thức về lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Trong thị trường tài chính tiền mã hóa này, nó cũng vậy. Quý vị xác định đi theo con đường này thì quý vị cũng nên bớt chút thời gian, bớt chút công sức để tìm hiểu về kiến thức, về kỹ thuật. Cũng như hãy bắt đầu từ những điều căn bản và đơn giản nhất, vì đây sẽ là bước đệm vững chắc để quý vị có thể bước tiếp cho sau này. Phần lớn, những người bước vào thị trường tài chính crypto này với tâm lý mong muốn làm giàu nhanh chóng, trong khi kiến thức chưa có, kinh nghiệm chưa có và may mắn chỉ có thể đến một vài lần, còn sau đó lại trả cái giá đắt hơn. Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2021 và để nói về nội dung chính của video này, tôi xin chia sẻ những vấn đề liên quan đến DeFi hay còn gọi là tài chính phi tập trung. Vâng, như quý vị đã biết, năm 2020 và 2021 đánh dấu những bước đột phá trong ngành tài chính phi tập trung. Với các trader lâu năm, các nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ cũng dịch chuyển dần sang để giao dịch trên các sàn phi tập trung bởi sự đơn giản hóa trong giao dịch, không phải đăng ký xác minh thông tin cá nhân, cũng như tài khoản tài sản của họ chỉ để rất ít ở các sàn tập trung, mà họ phần lớn để ở các ví không lưu ký. Thì ở thời điểm này, các chính phủ, các quốc gia trên thế giới, họ đã bắt đầu nghiên cứu và thử nghiệm đồng tiền kỹ thuật số chạy trên blockchain cho riêng quốc gia của họ. Vậy các sàn tập trung hiện nay sẽ hoạt động như thế nào? Có bị đánh thuế hay không, hoặc quản lý chặt chẽ theo từng quốc gia. Rồi những nhà đầu tư khi giao dịch trên các sàn tập trung sẽ bị giám sát như thế nào? Hiện nay, ngoài các sàn như Uniswap, SushiSwap hay 1inch v.v. chạy trên network ERC20 với chi phí đắt đỏ, thì xu hướng các sàn giao dịch tập trung họ ra những chain riêng, ra những network riêng để phát triển các coin, các token, các hệ sinh thái đi kèm được xây dựng trên network của họ. Và đi đầu trong các sàn này đó là sàn Binance.com với network là BEP20, hoặc sàn Huobi với network là HECO, hoặc sàn Hu với network là Hu Smart Chain, rồi sàn OKEX, sàn KuCoin, vân vân. Và dù là sàn nào hay network nào thì mục đích chính cũng là để đơn giản hóa trong giao dịch, tiết kiệm chi phí giao dịch cũng như thu hút các nhà đầu tư. Các sàn giao dịch giống như các nhà tạo lập thị trường, thậm chí là cá mập, họ luôn biết cách làm mới để thu hút dòng tiền từ các tổ chức của các nhà đầu tư đổ vào.
và cuộc chơi trong thị trường tài chính thì không bao giờ có hồi kết. Trước đó là ICO, là lending, còn bây giờ là DeFi, là LFT. Và tương lai sau này là những game gì? Thị trường tài chính phi tập trung sẽ như thế nào? Hãy để thời gian trả lời cho những câu hỏi này. Việc của chúng ta, những nhà đầu tư nhỏ lẻ, đơn giản chỉ cần có kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm, vân vân, để đi theo những con sóng, đi theo xu hướng chung của thị trường. Nhưng dù có thế nào thì blockchain nó là sự công khai, minh bạch, không quản lý, và tài chính phi tập trung là minh chứng cho điều này. Cũng có thể đây là cuộc cách mạng trong thị trường tài chính. Và để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng tìm hiểu DeFi là gì. DeFi, hay còn gọi là Decentralized Finance, là nền tảng tài chính phi tập trung hay tài chính mở, mà trong đó các sàn giao dịch, các tổ chức, các thị trường hay các công cụ tài chính không được quản lý bởi bất cứ ai hay tổ chức nào. Nói dễ hiểu hơn, DeFi tận dụng sức mạnh của blockchain là phi tập trung và minh bạch để tạo lên một nền tài chính mở mà trong đó mọi người đều có thể truy cập và sử dụng ở bất kỳ đâu, bất kỳ khi nào mà không cần sự chi phối bởi cá nhân hay tổ chức quyền lực nào. Trong DeFi luôn đi kèm với non-custodial, tức là không ủy thác. Cũng nhờ vào đặc điểm của DeFi mà chúng ta thường gọi là Open Finance hay tài chính mở. Các ứng dụng của DeFi trong hệ sinh thái của DeFi cũng gồm các hoạt động tương tự như CeFi. Chúng có thể là gửi tiết kiệm, cho vay, đi vay, các giao dịch, các lệnh chuyển khoản, nợ, vân vân. Và thay vì được xử lý thông qua một bên trung gian thứ ba, thì các hoạt động đó được diễn ra thông qua smart contract của blockchain. Tiếp theo là phần đặc điểm và lợi ích của DeFi. Đặc điểm thứ nhất là tính không cần sự cho phép, tức là bất kỳ ai ở bất kỳ đâu, thời điểm nào cũng có thể truy cập và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ DeFi mà không bị phân quyền hoặc không bị hạn chế bởi bất kỳ ai. Đặc điểm thứ hai là tính tín nhiệm, tức là các bên tham gia không cần phải đặt niềm tin về uy tín của nhau. Tuy nhiên, smart contract của DeFi sẽ hỗ trợ và tạo lên tính chất chất nét để đảm bảo quyền nợ cho các nhà đầu tư. Đặc điểm thứ ba là tính minh bạch. Về phần ưu điểm, nhược điểm của DeFi. Ưu điểm DeFi có những ưu điểm sau. Ưu điểm thứ nhất, không cần bất kỳ bên trung gian nào, đồng nghĩa giảm chi phí giao dịch, giảm chi phí quản lý cũng như giảm chi phí về nhân lực. Ưu điểm thứ hai, người dùng luôn có quyền kiểm soát số tiền của họ. Ưu điểm thứ ba, chỉ cần có thiết bị và kết nối Internet, quý vị có thể giao dịch ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào. Và ưu điểm thứ tư, với nền tảng blockchain thì việc nâng cấp hoặc xây dựng và phát triển nhiều ứng dụng DeFi tương đối dễ dàng. Về phần nhược điểm. Nhược điểm thứ nhất, chưa được phổ biến rộng nên người dùng cần thời gian để tiếp xúc và tìm hiểu. Nhược điểm thứ hai, các chính phủ của các quốc gia chưa công nhận nền tài chính phi tập trung. Nhược điểm thứ ba, việc phát hành các token chạy trên nền tảng DeFi đơn giản, phí thấp, nên nhà đầu tư rất dễ mất tiền vào những dự án scam, lừa đảo. Nhược điểm cuối cùng, với một nền tài chính phi tập trung, rất tiềm năng
nhưng còn non trẻ nên dễ bị hacker tấn công đánh cắp tài sản. Vâng, và qua video này tôi hy vọng quý vị sẽ có những thông tin cập nhật, những cái nhìn khách quan nhất về thị trường tài chính phi tập trung năm 2021. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Tôi xin kết thúc video tại đây.